Lớp 12, bạn nhớ nhất điều gì? Là những tháng ngày cuối cấp, ôn thi quên ăn quên ngủ. À, nhưng đó không phải tôi. Tại sao lại phải vào đại học? Trong khi tất cả những người đã thay đổi thế giới đều bỏ đại học. Thì bây giờ mày định làm gì để thay đổi cả thế giới? Mày trả lời mẹ xem nào. Con nhà người ta thì suốt ngày ôn thi. Tất nhiên, tìm trường đại học. Không thể thiếu những bài ca giáo lý từ phụ huynh. Được, ngon ghê. Những trận combat vui nổ trời cùng mấy thằng đồng đội ăn ý. Đây này, nhìn đây này. Sao mày khôn thế hả thằng ngu kia? Có mày mới ngu ấy. Có mỗi cái đạo hàm mà làm mãi không xong. Thôi, làm giúp tao đi. Mai tao sắp bóc cho vui leo danh. Ok. Những lần nịnh nọt, đổi trác okay. Để nhờ thằng bạn thân làm bài hộ. Là sự an ủi, sẻ chia mỗi khi mà thằng bạn thân thất tình. Bữa sáng ngon nhất là bữa sáng của thằng bên cạnh. Nhân danh những nạn nhân bị mày chôn, tao tuyên án họa mi đầu trắng. Những thằng bạn cờ hó cùng những trò nghịch ngu. Và lần đầu tiên gặp crush của đời mình. Dù trong hoàn cảnh không được lãng mạn cho lắm. Sau đến ngày mà đau bụng quá thì nghỉ ở nhà một hôm. Đến trường làm gì cho nó khổ. Còn cậu kia nữa, hết trò để chơi à? Cái đấy mà hỏng thì có mà chết. Học sinh giỏi kìa. Ôi, học sinh giỏi. Học giỏi số tính lắm. Kiểm tra hỏi tí kia. Đi đâu ấy? Mày đừng tưởng mày xinh mà chảnh chó nhá. Làm cái gì đấy? Ơ? À, không nhận ra nhau à? Tớ với cậu gặp nhau ở phòng y tế mà. Không nhớ. Tớ phải đi vào lớp này. Cảm ơn nhá. Sau chuyện bọn gái đừng có động vào, thằng giày rách. Này, cậu sao không đấy? Tớ xin lỗi nhá. Tại vì tớ cậu... Ui giời. Chẳng qua là 3-1 thôi. Chứ nếu mà solo với một mình tớ nhá, chúng nó không có tuệ. Tại vì tớ chẳng bao giờ chép bài hay là nhắc bài chúng nó. Thành ra là chúng nó ghét. Nhưng mà kệ. Trước giờ tớ vẫn chẳng ưa đứa nào không đi lên bằng khả năng của bản thân cả. Thôi, làm hộ tao đi. Đúng đấy. Sang rồi em có nghe thấy không? Rộn vang lòng anh em nghe thấy không? Vừa quen mặt nhau mà giờ ra trường cứ ngỡ là vừa mới hôm qua. Là la lời thương còn chưa đưa đến tay. Ngày tháng lặng trôi nhanh như thoáng bay. Lạnh ngây người rồi lặng im nhìn em phía xa lặng cười. Gói tim vào phong thư chờ em ở cuối sân trường. Làm ơn lặng im thời gian đừng qua vội nhé. Tháng sáu ơi, đừng về quá. Tháng sáu ơi, chậm chậm thôi. Tháng sáu ơi, làm ơn đừng đến để anh xa em. Nó no, dấu nắng hè vào hàng mẹ cắt tiếng về vào giò xe. Dấu mắt buồn vào cành hoa phượng cho thời gian không đến tìm.
cơn em. Vào đại học đã rồi nói chuyện tiếp. Nếu tôi vào đại học, Ly sẽ nhận lời đúng không? Tao phải đỗ đại học, kèm tao đi. Mày ruột tao à? Không, mày đang được chứng kiến nhiệt huyết mãnh liệt của một thanh niên muốn có tương lai hạnh phúc tươi sáng êm đềm. Con lạy bố, bố bớt xa mình đi. Đỗ đại học. Và thời học sinh lại cứ thế qua nhanh như gió bay. Khi khoảnh khắc mình cùng với nhau vẫn còn đó đây. Kỷ niệm còn vẹn nguyên như từng nét bút trên trang. Đây con gà, nay bỏ tiết cuối lạch ạ. Bỗng thấy nhớ lạ lùng, những ngày mới ngại ngùng. Những câu chuyện chỉ hai đứa hiểu như một cặp bài trùng. Khi đồ ăn sáng của đứa bàn bên luôn là ngon nhất. Khi những màu thư phía dưới ngăn bàn luôn là tuyệt mật. Làm gì mà lâu thế con, mày ngủ trong đấy à? Trong sổ đầu bài là cả hội có tên. Có lúc giận nhau cay vã tình anh em đứa có bên. Dù sao thì những ngày tháng đi học cũng thật là khó quên. Vẫn là hàng cây và vẫn là ghế đá. Chỉ khác một điều rằng mãi ở đó không còn là chúng ta. Rồi ngày mai không cùng đến lớp. Và đúng là 3 năm chỉ như một cái chớp mắt thoáng cái đã qua. Gói tim vào phong thư chờ em ở cuối sân trường. Thời gian lặng im làm ơn đừng trôi vội thế. Tháng 6 ơi đừng để qua. Là mơ đừng đến để anh xa em đó, đó. Nhảy một bài đi. Chưa nhận lời đâu anh nhá. Đỗ đại học đã, biết rồi mà. Chỉ là sau hôm nay, nhớ đâu mình sẽ không còn lúc nào như thế này nữa. Ôi, xin lỗi. Không sao, lần này là lần thứ 5 rồi mà. Cũng phải đau đớn một chút mới gọi là tình yêu chứ. Nói linh tinh cái gì đấy. Câu nợ tớ. Nợ cái gì cơ? Nợ một lần nhảy với tớ mà không dẫm vào chân tớ. Rồi với tớ là phải đỗ đại học đấy nhá. Này, làm được bài không? Cũng ok. Ừ, thế là tốt rồi. Chúc mừng nhá. Ly này. Ừ? Lời hẹn của bọn mình trước đây cho tớ rút lại nhá. Tại sao? Tớ tưởng cậu làm bài tốt cơ mà. Sao tự dưng tự ti thế? Vì tớ... tôi thích người khác rồi. À, thế à?
Cái đấy cũng chỉ là lời nói vu vơ thôi. Cậu mà không nhắc thì tớ cũng quên đấy. Thôi, làm được bài là tốt rồi. Tớ đi trước nhá. Tốt nghiệp xong là mày bay luôn à? Ừ. Sao bây giờ mày mới nói? Tại vì tao phải đợi kết quả phỏng vấn du học xong đã. Thế mày đã nói cho Vũ biết chưa? Tao cũng chưa biết mở đường như thế nào nữa. Xong đấy nhớ giữ gìn sức khỏe nhá. Nhớ phê tham về cho tao đấy, biết chưa? Rồi, biết rồi. Tao đi nhá. Ly! Tớ xin lỗi. Tớ biết hết rồi. Hai đứa chúng nó kể dưới cho cậu à? Là có người nói dối tớ về chuyện thích người khác. Thôi muộn rồi, tớ phải đi đã nhá. Đi mạnh giỏi nhá. Của chính mình nhé. Tôi mới biết rằng mình không hề vô dụng, kém cỏi. Có động lực để thi đỗ FPT. Và có ngày hôm nay, tôi tin sản phẩm của mình sẽ giúp các doanh nghiệp có thể ứng phó hiệu quả với vấn nạn này.
trả nợ đấy chứ.